Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 208. Ở cuối tập trước, sau khi hệ Ngân Hà, trong tầng khí quyển tinh cầu xanh thẳm, chiếc phi thuyền vẫn mặc tinh hào hình tam giác huyết sắc đang nhanh chóng xuyên qua tầng khí quyển, mở ra hệ thống ẩn hình. Hệ thống cảnh giới địa cầu bây giờ căn bản không có cách nào thấy nó được. Trở lại, La Phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền, nhìn màn mây mù dưới đại lục. Đợi đến khi phi thuyền xuyên qua mây mù, đã có thể thấy rõ ràng mặt đất phía dưới. Những thành phố, những con đường, thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài thành phố hoang tàn thời kỳ Đại Niết Bàn đặc biệt được lưu lại. Những nơi này có tính chất nhà bảo tàng, để rất nhiều thanh niên không được trải qua thời kỳ đó có thể xem xét trải nghiệm. Cửa khoang mở ra, La Phong dẫn bọn người địch luân bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, thu vẫn mặc tinh hào vào thể nội thế giới. Tính luôn cả thời kỳ phi hành trong ám vũ trụ mất mấy tháng, mình đã ly khai địa cầu khoảng chừng 183 năm rồi. La Phong cảm khái. Điện hạ, ngươi từ khi sinh ra cho tới bây giờ còn không tới 500 năm, cho nên mới cảm giác thời gian quá lâu. Đợi khi điện hạ bước vào giới chủ, e rằng thời gian tự nghĩ ra bí pháp, chỉ cần đắm chìm vào đó một chút cũng hơn 1.000 năm rồi. Đến lúc đó điện hạ sẽ phát hiện ra đối với cường giả vũ trụ thì vài trăm năm vài ngàn năm thật ra cũng chỉ trong chớp mắt. Địch Luân mỉm cười nói. La Phong không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn. Hơn 1.000 năm, chớp mắt. Mình từ khi sinh ra đến giờ cũng không tới 500 năm, nửa cái nháy mắt cũng không đến. Về nhà. La Phong ra lệnh một tiếng. Bảy người trong nháy mắt biến mất giữa không trung, một lần nữa xuất hiện trên bầu trời Dương Châu thành đại lục Hoa Hạ quốc Á Châu. Chẳng mấy chốc đã khiến cho ba giới chủ hộ vệ đóng quân trong căn nhà cổ La gia chú ý. Ba giới chủ hộ vệ này chính là ba trong số năm giới chủ hộ vệ quân La Phong lưu lại trên địa cầu lúc trước. Bái kiến điện hạ. Ba giới chủ hộ vệ phóng lên cao, lơ lửng giữa không trung quỳ gối hành lễ. La Phong mỉm cười gật đầu. Lập tức tiến thẳng vào trong nhà cổ. Hệ thống trí tuệ trong nhà cổ phụ trách việc phòng ngự cảnh giới là phụ thuộc trí năng do ba tháp lưu lại. Là một sinh mạng trí năng, ba tháp mất chút tinh lực đã làm ra trí năng phụ thuộc. Mặc dù không tính là sinh mạng, nhưng cũng tuyệt đối thuộc loại trí năng cực cao. La Phong đến, đương nhiên trí năng này sẽ không công kích. Anh trở về mà không nói cho em biết. Từ Hân đang ngồi ở một đình viện cổ xưa u tĩnh có lịch sử mấy trăm uống trà, thấy La Phong thì giật mình trợn tròn mắt, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Lần trước anh nói sẽ ở chỗ của tộc quần Kim Giác Lạp Tư Áo thế giới rất lâu, em còn tưởng rằng trăm năm, ngàn năm nữa. Cuối cùng anh cũng đã trở về. La Phong vội cười làm lành. Nói thật, mình trở về chủ yếu là vì chủng tộc mẫu sao. Đương nhiên không thể nói như vậy, nếu không Từ Hân khẳng định sẽ giận. Không phải vẫn gặp nhau trong vũ trụ giả định sao? La Phong nói ngay. Sao giống nhau được? Từ Hân đột nhiên lộ ra nụ cười tinh quái. Lần này trở về, muốn họp gia tộc tụ họp không? Quên đi. La Phong liền nói. Gia tộc tụ họp. Trời. La gia bây giờ đã khổng lồ hơn lần La Phong về lần trước nhiều. Phải biết rằng trong lịch sử Hoa Hạ quốc, một vài hoàng tộc có truyền thừa 200-300 năm thì thành viên tôn thất có thể lên tới trên vạn người. La Phong lần trước trở về, số thành viên nam giới gia tộc cũng chỉ trên 500 người. Thành viên cả gia tộc cũng chỉ hơn ngàn. Hơn nữa về sau, việc cưới nhiều vợ trở nên phổ biến hơn. Trên địa cầu La Phong đã ở lại 50 năm. Bây giờ lại thêm 183 năm qua đi. Thành viên nhỏ nhất gia tộc đã là cháu đời thứ 26 của La Phong rồi. Chỉ cần tính toán những người theo La Thị huyết mạch cũng tới vài chục vạn. Nếu tính luôn cả đám thê tử ấy, vậy còn khổng lồ hơn nữa. Tỷ như trong gia tộc, năm đó có một tên ghê gớm nhất là La Khắc Địch. Năm đó thê tử tính nhân cộng lại mới hơn 100. Còn bây giờ chỉ cần thê tử của hắn đã đạt tới 1.021 vị. Vì nhi tử của La Khắc Địch rất nhiều, hơn nữa nằm trong giai đoạn gia tộc phát triển lúc đầu. Do đó chi của La Khắc Địch cũng rất có địa vị trong La gia. Thôi à, nhà này đã gần 200 năm không về rồi, vừa trở về đương nhiên phải tụ họp gia tộc chứ. Từ Hân cười trộm. Không ổn, nhiều người quá. La Phong bất lực cười nói. Lúc này mới gần 500 năm, nam tử La gia đã lên tới vài chục vạn rồi. Anh xem như đã hiểu tại sao những gia tộc vũ trụ cổ xưa lại có dân cư vô số kể, chỉ cần nói về giới chủ cũng có hàng lũ rồi. Có gì khó hiểu chứ? Từ Hân cảm khái nói. Trong lịch sử Hoa Hạ quốc, như thời kỳ Tam Quốc chinh chiến sát phạt, cả Hoa Hạ dân cư lúc đó mới bao nhiêu người. Thế mà sinh sôi trên ngàn năm, dân cư đã trên 10 ức. Mà là bị vấn đề lương thực thổ địa hạn chế, lại có những đợt chiến tranh hạn chế, tuổi thọ hạn chế. Chứ nếu mặc kệ cho nó phát triển, thêm 100-200 năm nữa, dân cư gia tộc phải vượt qua 1 ức là việc rất bình thường. La Phong càng thêm cảm giác ra năng lực sinh sôi của nhân loại. Nhân loại không sợ số lượng, chỉ cần cho đủ thổ địa, lương thực, hoàn cảnh sinh tồn. Cho dù thời sơ khai bỏ vào đó vài chục nam nữ, đến 1 ức năm sau, số nhân khẩu nhất định là một số không thể tưởng tượng nổi. Do đó, sáng tạo ra một quốc gia vũ trụ,
cũng không khó. Cái khó chính là không có đủ lãnh thổ quốc gia. La Phong ở quê nhà gặp thân nhân, cũng gặp một vài hảo hữu Ngụy Văn. Dù sao La Phong từ khi sinh ra cho tới bây giờ cũng không tới 500 năm. Còn tuổi thọ cấp hành tinh có thể đạt tới ngàn năm, do đó rất nhiều bằng hữu La Phong đều còn sống. Như Ngụy Văn, có tài nguyên do La Phong cung cấp, cho dù không quá khắc khổ, cũng đạt tới cấp hành tinh rồi. Chỉ cần có đủ tài nguyên bồi dưỡng, dù cho là con heo cũng có thể tới cấp giới chủ. Đương nhiên tài nguyên bồi dưỡng heo thì e rằng đủ để bồi dưỡng trăm vạn giới chủ. Ở nhà chơi 2 ngày, sau đó La Phong dẫn Địch Luân tiến về Thần Nông Giá. Thần Nông Giá có cổ bảo phương viên chiếm diện tích gần 10 km. Nói là cổ bảo, nhưng kích cỡ nó lại quả thực xứng với cả một tòa thành. Hai người La Phong, Địch Luân trong nháy mắt xuất hiện trước cổ bảo. Cổ bảo. La Phong nhìn tòa cổ bảo trước mắt. Trên vách tường cổ bảo có dấu vết của tuế nguyệt, bò đầy các loại thực vật. Trên đầu tường cổ bảo thỉnh thoảng có thể thấy những bóng người, khí tức vô hình rất cường đại. Mỗi người đều là cấp vũ trụ. Đây chính là một quân đoàn nô lệ cấp vũ trụ họ đang phụ trách đóng giữ tại cổ bảo. Cửa chính cổ bảo mở ra. Từ bên trong đi ra 4 người, phía sau còn một đám hộ vệ nô lệ cấp vũ trụ đi theo. Tham kiến chủ nhân. Bái kiến điện hạ. 4 người đồng thời cung kính hành lễ, những hộ vệ nô lệ khác ai nấy đều nằm mọp xuống. Thu Phạm, Bách Tạp La và cả hai vị giới chủ đội trưởng, các ngươi khổ cực rồi. La Phong nói, nơi này do Thu Phạm, Bách Tạp La chia nhau quản lý, hai giới chủ hộ vệ chỉ phụ trợ. La Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Thu Phạm. Thu Phạm, ngươi đã đột phá tới cấp giới chủ rồi à? Có hai vị tiền bối chỉ điểm, có một ngày ta lên trên Thần Nông Giá quan khán tinh không, trong lúc vô ý đã đột phá. Thu Phạm đầu chọc cung kính nói. Thu Phạm, Bách Tạp La, năm đó thu họ làm nô lệ linh hồn. Lúc trước vẻn vẹn chỉ biết có nô lệ hồn ấn thôi. Loại thủ đoạn khống chế này của La Phong có khả năng khống chế rất ít linh hồn nô lệ. Như Hô Diên Bác với thực lực như vậy mà cũng vẻn vẹn chỉ khống chế được 9 bất hủ nô lệ. Vì số lượng rất ít, còn lúc đó La Phong đã lựa chọn Thu Phạm, Bách Tạp La, chính là vì tiềm lực của hai người. Thu Phạm, xuất thân nô lệ, chịu mọi khổ sở, không có các điều kiện tài nguyên tốt mà cũng đạt tới vũ trụ bậc 9. Bách Tạp La, thiên tài hơn cả sư phụ hắn Nặc Lam Sơn. Theo La Phong, họ rất dễ dàng đã đột phá tới vực chủ. La Phong cung cấp khoang dinh dưỡng và dịch dinh dưỡng. Mặc dù không bằng công ty vũ trụ giả định, nhưng ngắn ngủn vài chục năm cũng đạt tới vực chủ bậc 9. Dịch dinh dưỡng yêu cầu để cấp vực chủ từ bậc 1 lên tới bậc 9 đối với La Phong không phải là vấn đề gì lớn. Về phần cấp giới chủ, La Phong lại không thể chơi như vậy được. Thu Phạm, Bách Tạp La đã bước vào vực chủ bậc 9 khá lâu. Vì lần trước La Phong trở về lưu lại 5 hộ vệ giới chủ. Hai người có thể tùy thời thỉnh giáo 5 cường giả giới chủ đỉnh cao này. Thu Phạm là đi trước Bách Tạp La một bước vào cấp giới chủ. Hơn nữa có bí pháp và nhiều tài nguyên do điện hạ cung cấp. Nếu so với lúc trước khi ta còn là nô lệ thì việc tu luyện tới cấp vũ trụ bậc 9 còn khó hơn nhiều. Thu Phạm nói. La Phong cười. Nỗ lực nhiều lên. La Phong cổ vũ. Bách Tạp La, ngươi cũng phải đuổi theo đi. Dạ, chủ nhân. Bách Tạp La khom người. Hai nô lệ linh hồn này vốn theo kế hoạch là muốn chuẩn bị bồi dưỡng để tương lai đi theo bên người chinh chiến. Nhưng bây giờ vì tu luyện vạn tâm khống hồn bí pháp, số suất nô lệ có thể khống chế linh hồn quá nhiều mà mình sắp có chủng tộc mẫu xào trợ thủ. Do đó ánh mắt của La Phong đã cao hơn nhiều. Cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường là vô dụng. Kế hoạch bây giờ là tiếp tục trọng điểm bồi dưỡng Bách Tạp La, Thu Phạm. Dù sao là linh hồn nô lệ sẽ tuyệt đối trung thành, để cho hai người họ thủ hộ La gia. Vừa đi vừa hàn huyên một chút với hai người Bách Tạp La, Thu Phạm, chẳng mấy chốc đã đi đến trung tâm cổ bảo, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Hả? La Phong tựa vào lan can, hướng mắt xuống phía dưới, nơi có viên cầu khổng lồ, đường kính trên 800 thước. Bề ngoài có một dấu lõm xuống, nọc độc từ đó chảy ra, độc khí tràn ngập. Chủng tộc mẫu xào cũng chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, độc khí tựa như mây mù bốc lên chung quanh, làm đám hộ vệ nô lệ cấp vũ trụ căn bản không dám đến gần. Chủng tộc mẫu xào. Địch Luân cũng nhìn chằm chằm vào nó. Chủng tộc mẫu xào này tuyệt đối là đại bảo vật. La Phong động tâm ý, thu thẳng chủng tộc mẫu xào đang trong trạng thái ngủ say cuộn vào thể nội thế giới. Nhất thời lộ ra một hố sâu khổng lồ, cùng với một vài độc khí tản ra chung quanh. Cổ bảo có thể vứt đi rồi. La Phong hạ lệnh. Thu Phạm, Bách Tạp La, hai người các ngươi về La Gia, đi gặp Từ Hân, đợi Từ Hân an bài. Dạ, chủ nhân. Thu Phạm, Bách Tạp La cung kính tuân lệnh. Hai người hóa thẳng thành lưu luồng quang, biến mất không thấy. Hai giới chủ hộ vệ các ngươi đi theo ta. La Phong phân phó. Về phần nô lệ quân đoàn, tiếp tục đợi lệnh, đợi an bài ở cổ bảo. Dạ, chủ nhân. Quân đoàn nô lệ cùng hô dập dập, khí thế rung trời. Hai giới chủ hộ vệ cũng cung kính tuân lệnh. La Phong không ở lại nữa, dẫn Địch Luân, hai giới chủ hộ vệ,
bay về phía Dương Châu Thành. Đã thu chủng tộc mẫu xào vào thể nội thế giới, mà mình lại luyện thành vạn tâm khống hồn bí pháp tầng thứ 3 rồi. Nên La Phong đương nhiên không chờ được nữa, quyết định lập tức về nhà bế quan, toàn lực ứng phó khống chế con mẫu hoàng trong chủng tộc mẫu xào này. Căn nhà của họ La. La Phong dẫn bọn người Địch Luân vừa mới về nhà, liền lập tức bế quan tìm tu, cũng hạ lệnh, nếu vô có chuyện trọng yếu, cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình. Trong tĩnh thất u ám, dưới ngọn đèn huỳnh quang chiếu xạ vào mặt sàn hợp kim phản xạ ra ánh sáng lạnh giá. La Phong khoanh chân trên ngồi trên mặt sàn, eo lưng thẳng tắp, đôi mắt nhắm nghiền, ý thức hoàn toàn tiến vào thể nội thế giới trong phân thân kim giác cự thú. Thể nội thế giới. Trên thảo nguyên đại lục trung ương rộng lớn mênh mộng, một con kim giác cự thú khổng lồ, toàn thân đen thui đang đứng thẳng. Thân thể chính của nó cũng dài trên 600 km. Bốn vó đứng thẳng như vậy, độ cao từ móng vuốt tới lưng đã trên 400 km. Đôi cánh lân giáp một khi trải ra lại bao trùm phạm vi hơn 1.000 km. Một con kim giác cự thú như vậy, cho dù đứng trên địa cầu, lưng của nó cũng đã chọc ra ngoài vũ trụ rồi. Độ cao 400 km, nếu tính từ móng vuốt đến sọ, thì còn cao hơn một chút. Ngọn núi cao nhất trên địa cầu có độ cao so với mặt biển mới hơn 8.000 thước, cũng vẻn vẹn chỉ là độ cao so với mặt biển. Nếu so sánh, tùy tiện một cây sừng nhọn trên trán kim giác cự thú cũng đã vượt xa ngọn núi cao nhất trên địa cầu rồi. Còn nói về chiều dài thân thể, cộng cả cái đuôi đầy lân giáp cũng dài trên 600 km rồi. Chỉ cần kim giác cự thú đứng trên Á Châu Đại Lục lăn vài vòng, cả Á Châu Đại Lục cũng bị đè bẹp. Cả Á Châu Đại Lục có thể bị trầm xuống. Đây là tinh không cự thú trưởng thành chính thức. Một con kim giác cự thú giới chủ cấp 6, bây giờ thể nội thế giới cũng đã trên 6.000 vạn km, là một thế giới rộng lớn như thế nào chứ? Tinh không cự thú khi tới cấp giới chủ, bình thường thôn phệ tiến hóa từ bậc 1 tới bậc 3, cần 1.500 năm. Bậc 3 tới bậc 6, cần 5.000 năm. Bậc 6 tới bậc 9, cần 36.000 năm. Vì La Phong sử dụng tổ hợp kim loại tốt nhất, hiệu suất đề cao gấp 50 lần. Vốn cần 7.500 năm mới có thể đạt tới giới chủ cấp 6, thì bây giờ chỉ 150 năm là được. Hiển nhiên, với thời gian La Phong ở Lạp Tư Áo thế giới cũng đã vượt qua số này rồi, do đó bây giờ kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đều là giới chủ cấp 6. Phần trước thì tăng nhanh, phần sau bậc 7, bậc 8, bậc 9 thì chậm hơn. Cho dù hiệu suất đề cao 50 lần, mỗi một tầng cũng đều cần 240 năm. Mặc dù ta vẻn vẹn chỉ là giới chủ cấp 6, nhưng phương diện ý thức linh hồn lại có thể so với linh hồn bậc 8, bậc 9 của giới chủ nhân loại bình thường. Hơn nữa ý chí ta có thể khống chế siêu cường, không thua gì cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại. La Phong thầm nói, rồi phối hợp với ưu thế chấn phúc niệm lực 3.200 nữa. Thi triển vạn tâm khống hồn bí pháp, cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại bình thường cũng không mạnh được như ta. Lần này, khẳng định có thể thành công. Trực tiếp biến chủng tộc mẫu hoàng thành nô lệ linh hồn của ta. La Phong mặc hắc y lơ lửng giữa không trung, kim giác cự thú khổng lồ như tiểu hành tinh đứng bên cạnh, hướng mắt nhìn chủng tộc mẫu xào đường kính 800 thước. Toàn thân đầy những cái lỗ to, nọc độc chảy ròng ròng, độc khí tràn ngập, làm bãi cỏ chung quanh cũng mục đi, mặt đất bị ăn mòn trũng xuống. Bắt đầu đi, hắc y La Phong ma sát tộc hạ xuống, khoanh chân ngồi trên bãi cỏ không nhúc nhích, ý thức thì hoàn toàn tiến vào thể nội kim giác cự thú. Lúc này, bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc đều đem ý thức đổ vào phân thân kim giác cự thú, làm kim giác cự thú có thực lực mạnh nhất, viên mãn nhất. Bốn vó tráng kiện mạnh mẽ, kim giác cự thú cúi đầu nhìn xuống gầm gừ với chủng tộc mẫu xào, đồng thời khống chế lực thế giới bắt đầu thẩm thấu vào trong. Vừa thẩm thấu vào, đã phát hiện rõ ràng bên trong chủng tộc mẫu xào thật như một cái tổ ong, bên trong có những lỗ thủng dày đặc, hẳn là nơi để sinh ra vô số chiến sĩ chủng tộc. Ở khu vực trung tâm cả chủng tộc mẫu xào, có một nơi rộng rãi có đường kính ước chừng 100 mét rất trống trải. Ở vùng trống trải này, đang có một sinh mạng ngủ say. Toàn thân nàng trắng muốt gần như trong suốt, tựa như thủy tinh ngưng tụ thành thân thể. Chiều cao nàng ước chừng 12 thước, có một đôi cánh như cánh bướm. Đôi cánh bao chặt lấy thân thể mềm mại, như một tầng sa y bạc bạc. Thân hình uốn lượn có thể nói là đoạt tạo hóa thiên địa. Cho dù ngủ say, đôi mày nàng vẫn hơi cau lại, làm cho người ta cảm thấy thương xót. Đây chính là chủng tộc mẫu hoàng. Là một thành viên của chủng tộc, do những chủng tộc mẫu hoàng tạo thành một tộc quần, uy chấn vũ trụ, trở thành một trong tộc quần đỉnh cao vũ trụ. Cho dù là tộc nhân loại cường giả như mây, vẫn chỉ là một thế lực ngang với họ. Chủng tộc mẫu hoàng, nói về tỷ lệ vóc người quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù trạng thái ngủ say, thì sự mị hoặc thiên nhiên cũng khó tin tới như vậy. Lực thế giới vừa đảo qua thân thể mảnh mai xinh đẹp tuyệt luân của chủng tộc mẫu hoàng, lập tức thẩm thấu vào thân thể, bắt đầu thăm dò linh hồn trong thân thể của chủng tộc mẫu hoàng. Lực thế giới hóa thành hư vô, thẩm thấu vào thân thể chủng tộc mẫu hoàng. Vừa thẩm thấu vào, là làm La Phong kinh ngạc đến ngây người. Trong cơ thể chủng tộc mẫu hoàng hoàn toàn trong suốt, giống như do vô số năng lượng ánh sáng cấu thành. Trong cơ thể có một những đường ống, đồng thời còn có 1.000 quang cầu.
10.000 quang cầu này cùng loại với bản nguyên châu trong linh hồn của giới chủ bình thường, nhưng vì kết cấu sinh mạng hoàn toàn bất đồng, nên chủng tộc mẫu hoàng có hàng vạn linh hồn nguyên châu. 10.000 quang cầu này cái nào cũng có vô số năng lượng ánh sáng, hình thành ra một loại hệ thống chẳng chịt thần bí khó lường, rất kỳ lạ. Một luồng mị lực luồng vô hình tràn ngập. Cấu tạo thân thể thần kỳ thật, cảm giác có hệ thống vận chuyển khá giống với hệ thống vận chuyển cấu trúc vũ trụ giả định trong bí điển vô danh có trong miếng kim loại đen mà ta tìm được. La Phong thán phục, nhưng hai thứ này khác nhau rất rõ ràng. Bí điển vô danh là bắt chước vũ trụ vận chuyển, còn đây lại theo một phương hướng khác hẳn. Đây là vũ trụ diễn biến sinh ra một sinh mạng kỳ lạ, cấu tạo kỳ lạ. Muốn khống chế nó, phải khống chế nơi có linh hồn nguyên đan. Chẳng trách sư phụ lúc trước không thể khống chế được nó. Nhưng sư phụ về trình độ linh hồn cũng đã rất mạnh, ít nhất đã làm cho chủng tộc mẫu hoàng chìm vào ngủ say rất lâu. Bắt đầu. Kim giác cự thú nhìn xuống chủng tộc mẫu xào, đồng thời lực thể nội thế giới bắt đầu nhanh chóng thi triển bí pháp tầng thứ 3 vạn tâm khống hồn bí pháp. Nhất thời lực thế giới vô hình nhanh chóng kết hợp hóa thành những sợi tơ kỳ dị, vô số sợi tơ lao đi, nhanh chóng biến thành một màng lưới kim quang lấn huyết sắc. Lưới tơ linh hồn huyết sắc bay thẳng ra khỏi thân thể kim giác cự thú, nhanh chóng chui vào trong viên cầu khổng lồ, tiến vào thể nội của chủng tộc mẫu hoàng. Những sợi tơ vô hình khuếch tán ra, xâm nhập từng cái một vào lại một quang cầu. Nhưng thời một mạng ánh sáng óng ánh bao phủ một tầng huyết quang. Vô số sợi tơ huyết sắc thẩm thấu vào từng linh hồn nguyên đan, chủng tộc mẫu hoàng vẫn không hề có một chút phản kháng nào, dù sao nàng cũng đang ngủ say. Không tồi. Nhanh. Nhất định phải thành công. Kim giác cự thú toàn lực khống chế ngưng kết thành lưới tơ, tiến hành xâm nhập linh hồn. Vô số sợi tơ thẩm thấu xâm nhập, nhưng khi càng xâm nhập sâu, chủng tộc mẫu hoàng vốn đã ngủ say hắn bị lay tỉnh lại. Khi xâm nhập vào chỗ sâu nhất, cũng tự nhiên phá mất bí pháp lúc trước của Hồ Diên Bác. Hơn nữa khi linh hồn lọt vào chỗ nguy cấp, chủng tộc mẫu hoàng tỉnh lại, đồng thời nhất thời bắt đầu dãy giụa. Nàng tỉnh rồi. Phải thành công. Thời điểm mấu chốt, kim giác cự thú toàn bộ bộc phát chấn phúc niệm lực trên 3.200. Nhất thời ngẩng đầu gầm một tiếng, năm cái sừng nhọn trên trán quấn quanh những hoa văn màu vàng kỳ bí toàn bộ sáng lên, đồng thời lan ra toàn thân. Bí pháp thiên phú cường hóa. Năng lực thẩm thấu của lưới tơ nô dịch linh hồn một lần nữa trở nên mạnh lên, khống chế mạnh hơn. Thành công cho ta. La Phong hoàn toàn liều mạng, ý chí ý thức toàn lực ứng phó. Chủng tộc mẫu hoàng phát ra tiếng gào rú đau đớn thê lương, đôi mắt cũng mở to, lộ ra con người xanh lam. Chỉ là lúc này ánh mắt nàng có vẻ rất đáng sợ, lập tức dần dần bình tĩnh. Lúc trước vẻ mặt dữ tợn, bây giờ cũng trở nên yên ả nhu hòa. Đôi mắt xanh lam cũng mềm mại như một hồ nước. Ba phần ý thức đã trở về các phân thân. Trên thảo nguyên thể nội thế giới, Hắc Y La Phong Ma Sát tộc đứng trước chủng tộc mẫu xảo. Hắc Y La Phong Ma Sát tộc không ngừng cao hơn, chỉ khoảnh khắc sau đã biến thành người khổng lồ có chiều cao 12 thước. Như một trận gió, nhu nhược thân ảnh từ mẫu xảo đầy những hố độc khí và nọc độc bay ra, lập tức bồng bềnh đứng trên thảo nguyên, đôi cánh bướm theo gió khẽ vỗ. Đôi mắt xanh lam động lòng người nhìn La Phong ve xúc động, như đó là người nàng yêu nhất, không muốn xa rời, mặt nàng tỏ vẻ mờ mịt, tràn ngập ánh sương mù nhàn nhạt, có vẻ mơ hồ. Chủ nhân. Thanh âm mềm nhẹ như thẩm thấu vào lòng người vang lên. Chủng tộc mẫu hoàng khẽ cúi người chào. Chủng tộc mẫu hoàng có thể làm ra tỷ tỷ chiến sĩ chủng tộc xấu xí lại nhu mỹ như vậy à, có ai tưởng tượng được chứ? La Phong mặc hắc y thầm than, đồng thời mở lời nói. Chủng tộc mẫu hoàng, ngươi có tên không? Chủ nhân, ta tên Y Lâm Na. Chủng tộc mẫu hoàng nói. La Phong gật đầu. Từ nay về sau ta gọi ngươi là Y Lâm Na. Ngươi bây giờ đã là giới chủ đỉnh phong, nếu muốn cho ngươi đạt tới cấp bất hủ, cần ta trợ giúp hay cung cấp cái gì không? Bất hủ. Đôi mắt Y Lâm Na lóng lánh lưu quang, ôn nhu cười nói. Chủ nhân, đầu tiên năng lực quy luật tự thân của ta không đạt tới cánh cửa để trở thành bất hủ. Về phần yêu cầu về tài nguyên cung cấp, chờ khi phương diện quy luật của ta đạt tới cánh cửa, chủ nhân nhắc lại về việc cung cấp tài nguyên là được. Cung cấp tài nguyên cỡ một bất hủ thần linh cấp phong vương nhân loại bình thường là được. Tóm lại, chủng tộc ta muốn đạt tới bất hủ, ít nhất theo ta biết là khó nhất trong vô số tộc quần. La Phong bất lực. Nếu chủ nhân muốn giúp trợ ta, vậy cứ cung cấp đủ tài nguyên để ta đào tạo chiến sĩ chủng tộc đi. Y Lâm Na nhẹ giọng nói. Có đủ chiến sĩ chủng tộc mới có thể chiến đấu cho chủ nhân. Theo ta được biết có rất nhiều chủng loại chiến sĩ chủng tộc. La Phong nói. Đúng là rất nhiều loại. Y Lâm Na nói vẻ hơi có lỗi. Nhưng trong lúc ta trưởng thành sớm đã chọn 3 loại chiến sĩ chủng tộc chủ yếu rồi. 3 loại này ta rất sở trường. Nếu muốn thay đổi việc đào tạo chủng loại chiến sĩ, cần nỗ lực không ít. Nếu chủ nhân muốn thay đổi thật, cũng có thể được. Còn nữa, đào tạo chiến sĩ chủng tộc chủ yếu là chia làm 2 cách làm khác nhau. 2 cách đó là gì? La Phong mặc hắc y nhìn vào Y Lâm Na vẻ trìu mến. Ngươi sở trường 3 loại chiến sĩ chủng tộc nào thế? Mẫu hoàng Y Lâm Na nói nhẹ giọng. Ta sở trường nhất là đào tạo 3 loại chiến sĩ chủng tộc.
Đầu tiên là loại hổ giáp chủng tộc sức mạnh, lực lượng rất mạnh thuộc chủng tộc vỏ cứng. Nếu tính theo phân cấp, hổ giáp chủng tộc xem như một chi nhánh của viêm thần chủng tộc. Hổ giáp chủng tộc có một đặc điểm chung của chủng tộc vỏ cứng: phòng ngự mạnh. Còn hổ giáp chủng tộc nổi danh về sức mạnh, tuyệt đối thuộc loại chiến sĩ chủng tộc đánh công kiên ưu tú nhất. Một đám chiến sĩ hổ giáp chủng tộc tạo thành trận doanh, rất khó bị đánh thủng. Còn một khi tất cả chiến sĩ hổ giáp chủng tộc hình thành biển côn trùng vô tận xông lên, cũng là đáng sợ nhất. La Phong nghe gật gật đầu. Hắn cũng biết, chủng tộc dựa theo năng lực mà chia làm các loại như loại do thám, loại công kiên, loại thích khách, loại viễn công. Hổ giáp chủng tộc hiển nhiên thuộc loại công kiên, hơi cùng loại với binh chủng kỵ binh nặng. Chủng loại chủng tộc đích xác rất nhiều, La Phong thầm than. Chủng tộc vỏ cứng được phân ra vài chục loại nhỏ, mỗi một loại nhỏ còn có thể phân ra vài chục tới mấy ngàn nhánh. Chủ nhân, ngươi xem, đây là hổ giáp chủng tộc. Mẫu hoàng Ilumna chỉ vào bãi cỏ xa xa. Vù. Chợt xuất hiện một con chiến sĩ chủng tộc cao trên 10 tầng lâu, có vẻ vô cùng tráng kiện, toàn thân bao phủ một tầng giáp xác vô cùng dày. Trên đầu nó có cặp mắt kép hình bầu dục, cặp mắt kép hoàn toàn được giáp xác bảo vệ, đầu nó được bọc kín như các chiến sĩ đội mũ trụ. Mảnh giáp trước ngực có những mũi nhọn dữ tợn. Cặp chi sau tráng kiện mạnh mẽ uốn lượn chống lấy cả thân thể. Cả con hổ giáp chủng tộc làm cho người ta có cảm giác nó rất dày, hung hãn, trông như một cái xe tăng, toàn thân tản ra khí tức bưu hãn dũng mãnh. Giáp xác trên người nó toàn bộ đều có màu đỏ rực, đến cả cặp mắt kép được bảo vệ kỹ càng cũng có màu đỏ rực. Đây là một con hổ giáp chủng tộc cấp giới chủ đỉnh phong. Mẫu hoàng Ilumna giới thiệu. Giới chủ đỉnh phong. La Phong kinh hỉ nhìn con vật khổng lồ cao bằng tòa nhà 10 tầng. Vì chủng tộc ta đào tạo ra vô tận chiến sĩ chủng tộc, lấy số lượng thủ thắng, do đó nhất định không thể có thể tích quá lớn. Mẫu hoàng Ilumna chỉ vào con kim giác cự thú khổng lồ hãi nhân đang đứng một bên, dùng nó để giải thích. Thể tích càng lớn, lại phải cam đoan về phòng ngự vân vân, như vậy cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Tựa như kim giác cự thú của chủ nhân, thể tích to như vậy, cho dù chế tạo một quân đoàn chiến sĩ chủng tộc giới chủ, cũng không thể chế tạo nổi chiến sĩ chủng tộc khổng lồ như vậy. La Phong cũng cười. Chủng tộc mẫu sào to bao nhiêu chứ? Ít nhất đường kính tổng cộng của mẫu sào Ilumna cũng chỉ trên 800 thước. Cho dù khi mình chỉ huy quân đội vũ trụ săn giết hai đại thần linh bất hủ, gặp mấy chủng tộc mẫu sào cấp bất hủ, cũng cao chừng 10 km thôi. Mẫu sào chỉ to như vậy, chiến sĩ chủng tộc thì to tới đâu chứ? Kim giác cự thú từ đầu tới cái đuôi lân giáp, chiều dài phải trên 1.200 km. Ilumna, ngươi có chiến sĩ chủng tộc giới chủ không? La Phong truy vấn. Có. Mẫu hoàng Ilumna gật đầu. Bao nhiêu? La Phong sáng mắt lên. Không nhiều lắm. Mẫu hoàng Ilumna lắc đầu nói. Trải qua chiến tranh ở chiến trường ngoài tinh vực, dưới uy hiếp sinh tử, chiến sĩ chủng tộc của ta cơ hồ đã bị cạn kiệt cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại có 11 con chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong. Về phần những chiến sĩ chủng tộc cấp thấp hơn thì toàn bộ đã không còn nữa. 11 con cuối cùng này vốn chuyên để bảo vệ ta vào thời khắc cuối cùng. Không ngờ cuối cùng lại chúng phải bí pháp linh hồn của thần linh bất hủ nhân loại, căn bản không kịp triệu hoán chiến sĩ chủng tộc, đã chìm vào hôn mê. Chủng tộc mẫu hoàng, cấp giới chủ đã có thể nội thế giới của mình. Do đó kiến tạo ra đại quân chủng tộc hoàn toàn có thể đặt trong thể nội thế giới, bình thường không ngừng tích lũy số lượng, đợi lúc chiến đấu, không ngừng triệu hoán ra. La Phong gật đầu. Loại chiến sĩ chủng tộc thứ hai mà ngươi có thể chế tạo ra là gì? Loại thứ hai là chủng tộc loại phong ảnh. Chủng tộc loại phong ảnh chia làm rất nhiều nhánh. Đó là một chi nhánh của chủng tộc loại phong ảnh, Nạp Tư Tháp chủng tộc, một tộc có tính truyền kỳ, từng sinh ra siêu tồn tại Nạp Tư Tháp trong chủng tộc ta. Mẫu hoàng Ilumna cảm thán nói. La Phong gật đầu. Chủng tộc cũng rất hà khắc, sinh mạng chính thức cũng chỉ có mẫu hoàng. Vô số chiến sĩ chủng tộc được chế tạo ra ấy đều không tính là sinh mạng, chỉ là công cụ chiến đấu. Song, đó là chiến sĩ chủng tộc có ý thức đơn giản vô cùng, nhưng lại tuyệt không phải không có con có thể lột xác. Vũ trụ công bình cũng không hề đoạn tuyệt hy vọng lột xác của chúng. Nạp Tư Tháp là một trong những chiến sĩ chủng tộc cũng tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ là ngẫu nhiên khi được mẫu hoàng triệu hoán ra chiến đấu, lại nuốt chửng một bảo vật đặc thù nào đó, xảy ra tiến hóa, có ý chí độc lập. Trong cả chủng tộc cũng không ít chiến sĩ chủng tộc có ý chí độc lập mà không phải là mẫu hoàng. Nhưng để trở thành siêu tồn tại lại là con số cực nhỏ. Nạp Tư Tháp là một người như vậy. Chủng tộc loại phong ảnh có cùng một điểm với chủng tộc loại ảnh. Tốc độ cực nhanh, nó có tốc độ vô cùng kinh người, nhanh như ảo ảnh, lực công kích cũng rất mạnh. Nhược điểm duy nhất là thân thể tương đối yếu. Mẫu hoàng Ilumna giải thích. Tốc độ nhanh, công kích mạnh, thân thể kém, đây là chủng tộc loại phong ảnh. Chủ nhân, ta không có chủng tộc loại phong ảnh trong thể nội thế giới. Năm đó trên chiến trường ngoài tinh vực đã dùng cạn kiệt rồi. Bộ răng nó nhỏ hơn hổ giáp chủng tộc, vỏ ngoài tuyệt không phải màu đỏ rực mà là màu xám sậm.
Mẫu Hoàng Ilumna giải thích. La Phong gật đầu. Một cái công kiên, một cái thăm dò. Nếu gọi hổ giáp chủng tộc là kỵ binh nặng, chủng tộc loại phong ảnh sẽ là kỵ binh nhẹ. Một loại cuối cùng là liệp bốc chủng tộc, thuộc loại chủng loại lớn nhất của loại bọ ngựa trong chủng tộc chúng ta. Liệp bốc chủng tộc do ta chế tạo, thuộc chi nhánh đặc lạc tộc của liệp bốc chủng tộc. Mẫu Hoàng Ilumna nói. Liệp bốc chủng tộc là loại mạnh nhất trong ba loại ta sở trường chế tạo. Nó có thân thể cường đại, có tốc độ kinh người, phòng ngự kinh người, cùng với năng lực né tránh rất linh hoạt. Còn có kỹ xảo chiến đấu cao siêu trời sinh. Thanh âm Mẫu Hoàng Ilumna hơi cao lên. Chế tạo một con liệp bốc chủng tộc cũng chừng như việc chế tạo 5 con chủng tộc loại phong ảnh, 2 con hổ giáp chủng tộc. La Phong nghe mà sáng mắt lên. Liệp bốc. Mẫu Hoàng Ilumna lại có thể chế tạo ra liệp bốc. Đây rõ là một niềm vui bất ngờ. Trong truyền thừa ký ức của Kim Giác Cự Thú cũng có những lời kể lại giới thiệu về liệp bốc. Loại bọ ngựa là một chủng loại khổng lồ trong chủng tộc, chỉ đứng sau giáp loại. Liệp bốc thuộc nhóm 7 loài thuộc loại bọ ngựa ưu tú nhất. 7 loại bọ ngựa cực hạn, mỗi con một vẻ. Liệp bốc nổi danh về sự giàu hoạt. Chủ nhân, đây là liệp bốc cấp giới chủ đỉnh phong, trong 11 con chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong bên người ta, có 8 con liệp bốc chủng tộc. Mẫu Hoàng Ilumna nói. Hiển nhiên liệp bốc chủng tộc là thứ nàng tự tin nhất, do đó lưu lại nhiều nhất. Nàng chỉ vào thảo nguyên xa xa, nhất thời một con vật khổng lồ xuất hiện. Nó cao ước 30 thước. So với hổ giáp chủng tộc thì có vẻ rắn chắc hơn. So với ảnh phong chủng tộc có vẻ bưu hãn hơn. Toàn thân có một tầng lân giáp đen, có hình giọt nước. Trên lân giáp đen có hoa văn màu xanh phức tạp, làm cả con liệp bốc chủng tộc này có khí tức quỷ mị. Chi dưới tráng kiện, cùng với hai chi trước trông như chiến đao, rìa chi trước còn có lợi chảo. Đôi mắt kép nổi bật. Trên đầu còn có hai sừng nhọn vươn ra, miệng thỉnh thoảng mở ra, bên trong có hàm răng dày đặc sắc bén. Đây là một máy bay chiến đấu thuần túy, kết cấu thân thể giúp cho nó có phòng ngự tuyệt đối mạnh, linh hoạt tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, rồi phối hợp với hai chi trước. Có thể nói là một cỗ máy giết chóc. Hơn nữa lân giáp vô cùng chặt chẽ, mới nhìn còn tốt hơn cả chủng tộc vỏ cứng. Cho dù so với hổ giáp loại thì mỏng hơn một chút, nhưng phòng ngự lại không thể so thua hổ giáp chủng tộc chút nào. Chủ nhân, hổ giáp chủng tộc loại phong ảnh, liệp bốc chủng tộc là ba loại chiến sĩ chủng tộc mà ta vẫn luôn nghiên cứu, cũng sở trường đào tạo nhất. Mẫu Hoàng Ilumna nhìn La Phong. Đương nhiên nếu mấy thứ cấp thấp hơn như bọ ngựa xanh, vẫn có thể dễ dàng chế tạo đại quy mô, căn bản không cần nghiên cứu, không khó khăn gì. Chủng tộc mẫu hoàng nào cũng có thể chế tạo những chủng tộc cấp thấp cả. La Phong mỉm cười gật đầu. Rất tốt. Ba loại chiến sĩ chủng tộc này đều xem như loại chủng tộc cao nhất, liệp bốc chủng tộc là thứ cao cao nhất trong cao nhất. Ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu đào tạo chiến sĩ chủng tộc? La Phong hỏi. Tùy thời có thể bắt đầu. Mẫu Hoàng Ilumna mỉm cười. Những chiến sĩ hổ giáp chủng tộc, liệp bốc chủng tộc đều đứng phía sau nàng, vô cùng cung kính. Nhưng đào tạo chiến sĩ chủng tộc cũng chia làm hai loại mô thức. Ta nói cho chủ nhân, để chủ nhân ngươi lựa chọn. Nói đi. La Phong cẩn thận nghe. Loại đầu tiên, chế tạo đại quy mô những con liệp bốc chủng tộc, hổ giáp chủng tộc, ảnh phong chủng tộc thực lực kém. Mẫu Hoàng Ilumna nói. Chế tạo một vài con có thực lực cấp hàng tinh, cấp vũ trụ là việc rất dễ dàng, nên có thể chế tạo đại quy mô. Sau đó, khiến cho chúng tiến hành tự giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Con yếu chết, cường giả sống. Cường giả thôn phệ con yếu trở nên mạnh hơn nữa. Khi một đoàn chiến sĩ chủng tộc toàn bộ chết hết chỉ còn lại có một con. Đó là một con ưu tú nhất, hoàn toàn có thể đào tạo ra chủng tộc giới chủ đỉnh phong vô cùng dũng mãnh cường hãn. La Phong kinh hãi. Cho vô số cấp hàng tinh, cấp vũ trụ thôn phệ lẫn nhau, chỉ còn lại có một con. Chiến sĩ chủng tộc tuyệt không phải mỗi con đều có tư chất giống nhau. Có con có tiềm lực lớn hơn, có con tiềm lực kém. Mẫu Hoàng Ilumna giải thích. Loại phương thức này là đào thải tất cả những con tiềm lực kém. Chủng tộc đỉnh cao đã trải qua giết chóc vô tận thì mạnh hơn chiến sĩ giới chủ đỉnh phong bình thường gấp 10, đó là vương giả. Loại thứ hai, đó là phương thức đào tạo bình thường. Mẫu Hoàng Ilumna nói, ta muốn đào tạo chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong, vậy yêu cầu cung cấp đủ tài nguyên, ta trực tiếp sinh đẻ đào tạo ra chủng tộc giới chủ đỉnh phong. Loại phương pháp này, tốc độ nhanh, hiệu suất sử dụng năng lượng cực cao. Dù sao cũng do ta trực tiếp đào tạo, năng lượng trên tài nguyên không hề lãng phí, nhưng tiềm lực mặc dù không kém lắm, nhưng tuyệt đối không bằng sự đáng sợ của con trải qua ngàn vạn lần chiến đấu, thôn phệ vô số chủng tộc. La Phong lắng nghe và suy nghĩ. Hai loại mô thức đào tạo, đích xác rất thú vị. Năng lượng tài nguyên, tỷ lệ như thế nào? La Phong hỏi. Bình thường loại đào tạo thứ hai, năng lượng tài nguyên tiêu hao nhỏ nhất. Còn loại đầu tiên vì là để chúng tự mình thôn phệ hấp thu hiệu suất kém, khi chiến đấu cũng sẽ tổn thất vô số năng lượng. Do đó, tỷ lệ năng lượng tài nguyên chênh lệch gấp trăm lần.
đào tạo ra một con trùng tộc vương giả bằng với đào tạo 100 trùng tộc đồng cấp khác. Mẫu hoàng Ilumna giải thích. Chủ nhân, đào tạo trùng tộc như thế nào đây? Xin người chọn. Loại phương thức đào tạo chiến sĩ trùng tộc nào? La Phong mặc hắc y mỉm cười. Kỳ thật khi nghe mẫu hoàng Ilumna nói về ba loại chiến sĩ trùng tộc, trong lòng hắn đã tự động có một quyết định. Ta tu luyện vạn tâm khống hồn bí pháp khống chế một trùng tộc mẫu hoàng chính là để có thể có một đại quân trùng tộc. La Phong thầm nói. Trùng tộc nổi danh nhất chính là chiến thuật biển côn trùng, chứ không phải là chiến thuật tinh anh. Có lẽ ta có thể đào tạo chút ít mấy trùng tộc vương giả, nhưng tuyệt đại bộ phận tài nguyên vẫn phải dùng để đào tạo chiến sĩ trùng tộc đại quy mô. Đào tạo một vương giả trùng tộc có thể đào tạo 100 trùng tộc. Thực lực có bưu hãn mấy? 100 chiến sĩ trùng tộc giới chủ vương giả và 10.000 chiến sĩ trùng tộc giới chủ, dùng hình thức chiến đấu theo tập đoàn, không hề nghi vấn gì, quân đoàn 10.000 giới chủ sẽ chiến thắng. Còn đơn đả độc đấu, có lẽ một vương giả giới chủ trùng tộc có thể tiêu diệt từng bộ phận, giết chết không ít trùng tộc khác. Nhưng đối chiến theo tập đoàn, phải dựa vào số lượng. Chủ yếu là loại đào tạo theo mô thức bình thường thứ hai. La Phong phân phó. Dạ, chủ nhân. Mẫu hoàng Ilumna ôn nhu đáp. Đào tạo ảnh phong trùng tộc, hổ giáp trùng tộc, liệp bốc trùng tộc cần đến tài nguyên tới đâu, nói cho ta biết. La Phong nói. Bất luận như thế nào, phải hiểu rõ phí tổn cơ bản nhất. Đào tạo chiến sĩ trùng tộc mất mấy loại tài nguyên, nhưng cái chính là ba loại. Mẫu hoàng Ilumna mỉm cười. Loại đầu tiên đơn giản nhất, tiêu hao vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh là lực thế giới ngưng tụ thành, lực thế giới có thể hình thành vật chất, do đó tiêu hao vũ trụ tinh hoàn toàn có thể chế tạo ra bất kỳ loại chiến sĩ trùng tộc nào mình muốn. Nhưng vũ trụ tinh có công dụng rất lớn, do đó dùng vũ trụ tinh thì giá cực cao. Loại thứ hai, thu thập vô số xác hợp kim kim loại, máu một vài cường giả hoặc cự thú, một vài vật chất bỏ đi như lân giáp, gân. Có vô số nguyên vật liệu, cũng có thể đào tạo ra chiến sĩ trùng tộc. Vì có thể lựa chọn rất nhiều nguyên vật liệu giá rẻ, dẫn đến phí tổn sẽ rẻ hơn nhiều. Loại thứ ba, đó là thu thập vô số thi thể trùng tộc. Những thi thể trùng tộc ấy có thể trực tiếp dùng để tái sử dụng, dùng để chế tạo ra hàng loạt chiến sĩ trùng tộc. Mẫu hoàng Ilumna mỉm cười. Không hề nghi vấn, loại đầu tiên giá cao nhất. Loại thứ hai giá rẻ hơn, loại thứ ba tùy vào giá của chủ nhân thu mua thi thể trùng tộc. Thi thể trùng tộc theo ta được biết, trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại cũng có người mua để sưu tập, giá cũng rất cao. Nếu trực tiếp lấy ngay trên chiến trường ngoài tinh vực vô số thi thể chiến sĩ trùng tộc thì có thể giá rẻ hơn nhiều. Về phần rốt cuộc cần mất bao nhiêu tiền, phải xem vào năng lực chủ nhân thôi. La Phong gật đầu. Nghe là hiểu. Ba loại, loại đầu tiên đơn giản nhất. Cung cấp vũ trụ tinh, năng lượng cuồn cuộn không dứt đã có thể chế tạo ra vô tận chiến sĩ trùng tộc. Đơn giản nhất cũng có nghĩa là đắt nhất. Nói về giá. La Phong hỏi nói. Nếu dùng vũ trụ tinh chế tạo, mất bao nhiêu tiền mới có thể đào tạo ra một con ảnh phong trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, một con hổ giáp trùng tộc, một con liệp đường trùng tộc? Ảnh phong trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong cần số vũ trụ tinh đại khái trị giá chừng 10 đơn vị hỗn nguyên. Mẫu hoàng Ilumna nói. Một con hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong cần 25 đơn vị hỗn nguyên, liệp đường trùng tộc một con mất 50 đơn vị hỗn nguyên. Đây là một con số tương đối chuẩn xác. Nếu muốn đào tạo vương giả thì giá cao hơn gấp trăm lần. La Phong hít mạnh một hơi. Trời! Muốn đào tạo một con liệp đường vương giả giới chủ đỉnh phong cần tới 5.000 đơn vị hỗn nguyên. Đủ để cho một bất hủ quân chủ táng ra bại sản. Trùng tộc mẫu xào thật sự không phải thứ người bình thường có thể sờ vào. Chỉ cần mua một con trùng tộc mẫu xào cấp giới chủ, giá đấu giá cũng phải trên 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, còn khống chế bí pháp trùng tộc mẫu xào. Giá cũng đắt tới mức nghịch thiên, nhưng cho dù có tiền, nếu không có một vài thành viên hạch tâm thế lực siêu cấp, cũng không có chỗ mà mua. La Phong thầm than. Bỏ ra khoảng chừng mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên, đào tạo vô số chiến sĩ trùng tộc. Không có chỗ dựa là không đủ tiền trả. Liệp đường vương giả. Một con giá 5.000 đơn vị hỗn nguyên. Tuy nói vô cùng bưu hãn, rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại cũng không phải là đối thủ, nhưng giá quá cao. La Phong thầm nói. Việc chế tạo nó từ từ tính sau đi. Chế tạo ảnh phong trùng tộc rẻ nhất, 10 đơn vị hỗn nguyên một con, 10 vạn con là 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Quá đắt. La Phong thầm lắc đầu. Mình bây giờ ở ngân hàng cũng chỉ còn lại có trên 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là di sản sư phụ. Mình luôn chi ra, chứ không thu vào. Đợi khi số tiền này mất đi, thì mình chẳng còn gì nữa. Lúc trước kế hoạch của ta là muốn chế tạo ra quân đoàn 100 vạn giới chủ. Một khi quân đoàn 100 vạn giới chủ xuất hiện, đại sát tứ phương. Cho dù là bất hủ thần linh cấp phong vương, nếu không phải là vài cường giả có tuyệt chiêu nghịch thiên như Thuấn Di, thời gian tĩnh chỉ, cũng không làm gì được ta. La Phong thầm nghĩ. Bất hủ thần linh cấp phong vương cũng chia ra cao thấp. Giả thiết mình thật sự có quân đoàn 100 vạn giới chủ,
xem như thật sự có một siêu át chủ bài, sức uy hiếp không kém gì thần linh bất hủ cấp Phong Vương chút nào. Y Lâm Na. La Phong mở lời. Chủ nhân. Mẫu hoàng Y Lâm Na đưa con ngươi xanh lam đầy nhu tình như nước nhìn La Phong. Dữ liệu về dùng xác hợp kim kim loại, máu, tạp chất. Còn có dùng thi thể trùng tộc chế tạo chiến sĩ trùng tộc đại khái cần những gì, toàn bộ ghi chép tại vào trí năng quang não. Ngươi có sử dụng trí năng quang não không? La Phong nhìn về phía Y Lâm Na, rồi trong tay lập tức xuất hiện một trí năng quang não. Chủ nhân, ta có trí năng quang não. Mẫu hoàng Y Lâm Na mỉm cười. Chủ nhân xin chờ một chút, ta lập tức sẽ đưa dữ liệu về việc đào tạo chiến sĩ trùng tộc cần tài nguyên gì cho chủ nhân xem. Dương Châu Thành, nhà cổ La Gia. La Phong đang ngồi trên chiếc ghế trước, trên bàn có một bình trà và vài chén trà. Muốn có quân đoàn trăm vạn giới chủ, thật sự không dễ dàng gì. Trong tĩnh thất vừa đi ra, La Phong một mình một người ngồi nghĩ ngợi đủ đường. Ba Ba Tháp, ngươi trên mạng tìm đọc tư liệu tới đâu rồi? Vẫn còn tìm đọc, vì mua các loại nguyên vật liệu này thật sự rất rất nhiều, phương pháp khác nhau thì giá cũng khác. Còn chúng ta mua nguyên vật liệu, nói về thể tích, phải nói tới thể tích của cả một hành tinh. Vì số lượng vô cùng khổng lồ, do đó đơn giá khác nhau một chút thôi thì tổng giá trị cũng sẽ chênh lệch rất nhiều. Ta phải tìm ra chiết khấu tốt nhất. Ba Ba Tháp nói, còn buôn bán trong vũ trụ thật sự quá nhiều vật liệu, làm ta mất thời gian, cho ta 6 giờ là có thể giải quyết xong. La Phong gật đầu. Loại tính toán này, sinh mạng trí năng Ba Ba Tháp khẳng định mạnh hơn mình nhiều. Anh! Một tiếng gọi kinh hỉ vang lên. La Phong nhìn ra phía trước, trên hành lang xa xa, đệ đệ La Hoa vẻ mặt đầy kinh hỉ. A Hoa! La Phong ngoắc. Anh, ngươi không phải bế quan sao, sao mà ra ngoài nhanh thế? La Hoa đi tới, tiện tay ngoắc một cái. Xa xa có một cái ghế lơ lửng bay tới, dừng một bên. La Hoa ngồi xuống rồi rót cho mình một chén trà, cười hỏi. Lần này bế quan, chưa tới một ngày. Khác hẳn phong cách của anh, ta tưởng là phải vài chục tới cả trăm năm ấy chứ. La Phong cười. Lần này thu phục chủng tộc mẫu hoàng, không phải tu luyện, đương nhiên nhanh. Được rồi, anh, về việc đầu tư tài chính, ta phải báo cáo cho ngươi nữa. La Hoa mỉm cười nhìn La Phong. Hả? La Phong sáng mắt lên. Năm đó khi chưa có nhiều tiền bạc, vì đệ đệ đầu tư tài chính có năng lực thiên phú cực cao, La Phong đã quyết định một bộ phận mỗi lần mình thu được tiền bạc đều đưa cho đệ đệ dùng để đầu tư. Một là cho đệ đệ một không gian khổng lồ để phát huy, hai là không biết chừng có thể thu được lãi to. Nhưng khi số tiền La Hoa khống chế càng ngày càng nhiều, muốn hiệu quả cao thì lại càng khó khăn. Trước đây 200 năm khi về địa cầu, khi đó La Phong vừa mới tìm được di sản sư phụ. Sau khi về nhà, cũng trò chuyện với đệ đệ một chút, rồi đưa một phần tài sản, 50 vạn đơn vị hỗn nguyên, dùng cho đệ đệ tiến hành thao tác. La Phong cũng không quá quan tâm về 50 vạn đơn vị hỗn nguyên này, dù sao cũng là cho em mình. Lúc đó La Hoa nói, anh, có 50 vạn đơn vị hỗn nguyên, quy mô tài sản ta có thể khống chế lập tức tăng vọt 2 cấp bậc, đã có tư cách tiến vào thị trường tài chính cao cấp nhân loại vũ trụ rồi. Thị trường tài chính cao cấp nhân loại vũ trụ là thị trường tài chính cao cấp nhất trong 1008 quốc gia vũ trụ toàn nhân loại. Tham ngộ và đầu tư tài chính, quy mô vốn thấp nhất cũng phải đạt tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. Do đó tham gia vào đó nếu không phải là cũng thế lực lớn, phải là một tồn tại có thực lực cường đại. Kỳ thật thị trường tài chính cao nhất, bản ý là thu nạp vô số tài chính tiền bạc, dùng để thúc đẩy chiến tranh tộc quần. Dùng để thuê một vài đoàn thể bất hủ đi tới bí cảnh vũ trụ mạo hiểm, rất nhiều nghiệp vụ. Nhưng đã là thị trường tài chính, tự nhiên sẽ sinh ra các loại giao dịch và thủ đoạn phức tạp. Cả đám thiên tài đầu tư trong tộc quần nhân loại vũ trụ đều tụ tập trong thị trường này, khống chế những khoản tiền bạc rất đáng sợ. Có lẽ một vài người có quan hệ tốt với bất hủ thần linh cấp Phong Vương sẽ có thể lập một nhóm ủy thác cho một thiên tài nào đó tiến hành quản lý. Còn thị trường, tràn ngập sóng gió, thu giữ tiềm phục, cho dù là toàn bộ tài sản của một bất hủ thần linh cấp Phong Vương ở thị trường tài chính cao nhất nhân loại này cũng chỉ xem như tôm tép thôi. Do đó cánh cửa vào đây rất cao, bình thường thần linh bất hủ căn bản cũng không có tư cách tiến vào thị trường tài chính này. Cánh cửa 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là rất bình thường. Đối với La Hoa mà nói, loại thị trường tài chính cao nhất nhân loại vũ trụ này có lực hấp dẫn kinh người. Trong chợ này vì có vốn lớn, nên chỉ lỗ 10%-20% đều được xem là tổn thất lớn. Cường giả cũng bị nuốt. Thiên tài được nuốt. Chỉ có thu giữ chính thức, các thiên tài tuyệt đỉnh mới có thể sống sót. La Hoa sớm đã có đầy khát vọng tiến vào thị trường tài chính cao nhất này rồi. Nếu là một nhân viên đầu tư tài chính không tiến vào thị trường tài chính cao nhất, đại biểu cho họ còn chưa chính thức hòa nhập. Anh, lần trước khi anh về địa cầu, cho ta 50 vạn đơn vị hỗn nguyên tiến hành kinh doanh. La Hoa cười hà hà nói. Mặc dù ta đã âm thầm mô phỏng thao tác không ít lần, nhưng khi chính thức đầu tư vốn, mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Đáng sợ. La Phong giật mình. La Hoa gật đầu. Ta vì cẩn thận,
Rất cẩn thận. Mặc dù dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên để có tài khoản tham dự đầu tư, nhưng lần đầu tiên chỉ đầu tư 1 vạn đơn vị hỗn nguyên vào đó. Vừa mới bắt đầu còn kiếm được một chút, rồi ta gia tăng đầu tư tới 5 vạn đơn vị hỗn nguyên, thì sau đó bắt đầu lỗ lã không ngừng. Ta vì rất tự tin, nên tiếp tục gia tăng đầu tư. La Hoa nâng chung trà lên, uống ực hơn phân nửa, cảm thán nói. Mặc dù lỗ lã, nhưng lúc đó niềm tin của ta vẫn rất kiên định, vẫn dựa theo hệ thống lý luận đầu tư của ta. Từ từ bỏ 50 vạn đơn vị hỗn nguyên đầu tư vào đó. Nào biết như vậy là ta đã quá tự tin. La Phong nghe thế giật mình một chút. 50 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Đệ đệ chắc không lỗ một cách bất bình thường đó chứ. May mà ta chưa bao giờ sử dụng phương pháp đòn bẩy tiền ký quỹ, cũng chưa bao giờ ỷ vào hiệu quả đòn bẩy, luôn dùng tiền vốn. Hơn nữa vì lần đầu nhập tràng, do đó 20 hạng mục đầu tư là vào công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ, dùng sách lược trải đều rủi ro, có thể đảm bảo tính an toàn. La Hoa nói, dù sao nếu ta một mình đầu tư vào một đoàn thể của thần linh bất hủ, có thể một lần lang bạt vào bí cảnh vũ trụ, cả đoàn thể đó bị diệt, ta cũng sẽ táng ra bại sản rồi. Hả? La Phong khẽ gật đầu. Nghe thế cũng hơi hiểu ra, xem như những hạng mục tốt kết hợp với đầu tư phiêu lưu để đem lại hiệu quả lớn. Đãi cát tìm vàng, hơn nữa đầu tư vào những hạng mục ổn định của công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, những hạng mục không thể toàn bộ tiêu tùng, trừ phi là toàn tộc quần nhân loại xong đời. La Hoa cười nói, loại sách lược này vô cùng an toàn, nhưng cũng không tìm được lãi. Đầu tư 120 năm qua, lợi tức cao nhất của ta đạt được là 2,3%, lúc đó tài sản đạt tới mức vốn 102,3%. Sau đó xuống thấp nhất còn 91,6%, ngoại trừ lúc bắt đầu có lời, về sau luôn lỗ, vốn cũng rất ít khi nào thiểu vượt qua 98%. Ta có chat với Hồng, chỉ nói về tương lai địa cầu thôi. Nhưng lại làm ta liên tưởng đến đầu tư, nên có điều lĩnh ngộ. La Hoa cười nói, từ năm thứ 122 trở đi, ta bắt đầu thay đổi sách lược. Sách lược của ta trước kia là sai. Vì lựa chọn hạng mục tốt nhất, đầu tư rất rộng. Đây cũng là phương pháp an toàn và đơn giản nhất. Có lẽ thời gian đầu tư, rồi thời gian giao dịch sẽ có rất nhiều kỹ xảo. Nhưng có thể đi vào thị trường tài chính cao nhất nhân loại, về mặt kỹ xảo thì e rằng ai ai cũng đều đạt tới trình độ cực kỳ viên mãn. Dù sao ta đã tôi luyện trên 100 năm kỹ xảo, cũng xem như đến đỉnh rồi. Quan trọng hơn cả là sách lược, tư tưởng, cùng với thỉnh thoảng quyết định đột biến. La Hoa cười nói. La Phong vò đầu mình, nói nhỏ. A Hoa, ngươi nói thật sự quá phức tạp. Lúc trước ngươi nói đã chọn những hạng mục tốt nhất, mạng lưới rộng, ta nghe qua cũng thấy thật sự không tệ. Nhưng bây giờ, lại biến thành phương pháp rất ngu xuẩn. Không ngu xuẩn. Loại phương pháp này rất an toàn, chỉ cần chọn thời cơ tốt, vẫn có thể kiếm được. Tỷ như một kỷ nguyên kiếm được 5% là rất tốt rồi. La Hoa lắc đầu. Nhưng ta lại khác. Ta sống tới giờ vẫn không tới 500 năm, thật sự chịu không nổi loại không khí trầm lặng này không hề có sóng đầu tư gì. Ta có thể nhẫn 1 năm, 5 năm, nhưng 20 năm, 30 năm thì ta chịu không nổi. Do đó ta bỏ qua sách lược này. Sách lược thay đổi, sẽ cấp tiến một chút, nhưng rất thích hợp với tính cách ta. La Hoa mỉm cười nhìn La Phong. Thích hợp mới là tốt nhất, ta như cá gặp nước. 100 năm sau này, từ tiền vốn ở mức 96,2%, đẩy lên tới cao nhất là 118,1%. Mấy hôm trước ta vừa tiến hành bán tháo một khoản đầu tư xong, bây giờ tiền vốn chỉ còn là 116,2%, ước 58.1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Từ 50 vạn tới 58.1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Trong đó trải qua nhiều trắc trở. May mà bán tháo được, vừa rồi ta đầu tư vào một hạng mục dưới cờ một đoàn thể. Vì trên chiến trường ngoài tinh vực họ tổn thất không nhỏ, nên giá hạng mục đó rất thảm hại, xuống 60%. Nếu ta không bán hết, e rằng còn phải lỗ hơn 3 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Hoa cảm khái. La Phong nín thở nghe. Đệ đệ nói tới đây thì rất dễ hiểu rồi. Giả thiết là muốn tranh thủ lợi nhuận lớn, chọn dùng mô thức đòn bẩy, đầu tư thật nhiều tiền vào đó, có thể trong thời gian rất ngắn sẽ hôi phi yên diệt. Cho dù không áp dụng đòn bẩy, giả thiết toàn bộ vốn đầu tư vào một hai hạng mục, một khi hạng mục mất, vốn mình sẽ mất, tất cả tiền tài sẽ đi hết. Đương nhiên mô thức đòn bẩy một khi sinh ra lợi nhuận thì cũng sẽ cực cao. Như La Hoa, giả thiết dùng đòn bẩy 5 lần, có thể bây giờ tài sản đã là 90 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. Còn chỉ một hạng mục thất bại, giả thiết hạng mục đầu tư vào đoàn thể thần linh bất hủ vào một bí cảnh vũ trụ, đạt được vô số bảo vật, dẫn đến giá hạng mục tăng vọt 2-3 lần. Cũng có thể xuất hiện hạng mục mất đi. Lợi tức lớn là một loại mê hoặc, phải rất bình tĩnh mới có thể sống lâu trong thị trường tài chính cao nhất nhân loại. Cho dù là tâm lý đã chuẩn bị cực tốt, nhưng có vài thế lực siêu lớn có lẽ sẽ thiết lập bàn cờ, một lần sơ sót là trúng chiêu, vậy là xong. La Hoa đôi mắt lóe sáng. Loại cảm giác này đích xác làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. A Hoa. La Phong cảm thán mở lời.
Hả? La Hoa đặt chén trà xuống. 200 năm qua, ngươi kiếm được 8.1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Trên 200 năm, anh ngươi chẳng kiếm được xu nào, trái lại xài rất nhiều tiền. La Phong cảm khái. 8.1 vạn đơn vị hỗn nguyên này xem như ngươi là kiếm được đại khái 1/5 Hắc Long Sơn tinh vực rồi. Chủ yếu là do anh cấp tiền vốn quá nhiều. Tiền vốn ít lãi ít, đến cả tư cách tham dự cũng không có. La Hoa mắt tỏa sáng. Anh, ngươi yên tâm, ta trải qua một loạt những kinh nghiệm, xem như đã chính thức dung nhập vào thị trường rồi. Không dám nói không lỗ lã, chỉ có thể nói ta có thể cam đoan lỗ tuyệt đối không vượt qua 20%, còn lợi nhuận sẽ không ngừng phát triển. Không ngừng phát triển à? Tự tin thế. La Phong nở nụ cười. Được chứ? La Hoa gật đầu. Gấp 2-3 lần cũng được, ta phải kiên nhẫn chờ, cũng có khi gặp kỳ ngộ, rồi còn năng lực phán đoán. La Phong nở nụ cười. Ta xin chờ. Ta đầu tư trên 200 năm, công ty vũ trụ giả định cũng đã hiểu rõ. Còn chuyên môn phái người tới mời ta đi quản lý quỹ tới ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên ấy chứ, còn có ý cử một đội bảo vệ, chuyên môn bảo vệ an toàn cho ta. La Hoa lắc đầu. Nhưng ta cự tuyệt rồi, cảm thấy mình còn chưa đủ trưởng thành. Hả? La Phong kinh ngạc. Hơn 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, quy mô của tài sản thần linh bất hủ cấp phong hầu. Đối với công ty vũ trụ giả định mà nói thì thật ra là cát trong sa mạc, nhưng hiển nhiên lời mời của công ty vũ trụ giả định đại biểu cho việc họ rất xem trọng La Hoa. Kỳ thật, La Phong căn bản không hiểu, có thể lần đầu tiên bước vào thị trường tài chính cao nhất nhân loại. Nhiều nhất là không lỗ lã trên 10%, thậm chí còn trong vòng 200 năm, cuối cùng còn có thể đạt lợi nhuận 16,2%. Hơn nữa đối tượng mà hắn cạnh tranh đều là những thú dữ đầu tư ưu tú nhất trong các quốc gia vũ trụ. Loại chiến tích này kinh người như thế nào chứ? Việc làm công ty vũ trụ giả định phải trọng thị không có gì khó hiểu. Kỳ thật trong vũ trụ có một vài thiên tài tài chính. Chỉ là vốn nhỏ, rất nhiều người đều đầu tư ở thị trường rất thấp. Cho dù cả đời, số vốn có lên tới ngàn vạn lần, nhưng tổng quy mô vẫn không đủ một đơn vị hỗn nguyên. Cả đời không thể bước vào thị trường cao nhất. Đây là tầm quan trọng của tiền vốn. La Hoa có La Phong cấp cho tiền vốn lớn, vì vậy, bước vào thị trường này. Sau đó, bắt đầu thể hiện tài hoa. 6 giờ sau, Ba Ba Tháp tìm được một danh sách. La Phong đưa ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Tử Tinh Đảo. Đặc sứ. Các thành viên phân bộ Càn Vu trên Tử Tinh Đảo cung kính hành lễ. La Phong nhanh chóng tiến vào cung điện chói mắt nhất trên Tử Tinh Đảo. Dựa theo phương án do Ba Ba Tháp tìm được, nếu mua các loại nguyên vật liệu, giá đại khái là 1/5 vũ trụ tinh, nhưng vẫn rất cao. Muốn đào tạo ra đại quân giới chủ 100 vạn, coi như toàn bộ đều là phong ảnh trùng tộc giới chủ rẻ nhất, 1/5 giá là 2 đơn vị hỗn nguyên, vậy cũng phải mất 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Phong đi chấm mát đất toàn bộ do tử tinh hình thành, tiếng bước chân vang vọng cả hành lang. Không được. Giá quá cao, ta chỉ còn lại có trên 200 đơn vị hỗn nguyên một chút, không thể bỏ đi như vậy. Sau này muốn dùng tiền thì căn bản không biết phải làm sao, chỉ có thể đòi tiền đệ đệ thôi. La Phong thầm nói. Hơn nữa ta muốn chế tạo ra hổ giáp trùng tộc. Hổ giáp trùng tộc phòng ngự mạnh, công kích mạnh. Cho dù là thần linh bất hủ cường đại, cũng chỉ có thể đồng thời giết chết ít hổ giáp trùng tộc hơn trùng tộc loại phong ảnh nhiều lắm. Tử Điện Hầu. La Phong đẩy cửa bước vào. La Phong, quả là khó có dịp ngươi tới đây tìm ta. Người vượn Tử Điện Hầu với gương mặt lông lá cười tủm tỉm đi tới. Có một việc chuyện trọng yếu. La Phong mở lời. Nói đi. Người vượn Tử Điện Hầu cười nói. Ngươi tìm ta có việc gì thì nói thẳng. Hắn không sợ La Phong có việc tìm hắn, sợ La Phong không chịu tìm hắn nhờ hỗ trợ. Là như thế này, ta có một vị hảo hữu là thần linh bất hủ, hắn có một chủng tộc mẫu xào. La Phong cười nói. Do đó, cần mua một vài nguyên vật liệu, hoặc là mua thi thể chủng tộc. Ngươi là bộ trưởng thương bộ phân bộ Càn Vu, chắc hiểu rất rõ về việc này, không biết có biện pháp gì có thể tận lực tiết kiệm tiền bạc không? Sách lược của La Phong là như thế. Trước hết để Ba Ba Tháp từ trên mạng tìm đọc tình hình thị trường, sau đó hỏi lại Tử Điện Hầu. Đào tạo chủng tộc mẫu xào. Người vượn Tử Điện Hầu cảm thán nói. Hảo hữu của ngươi cũng khá là có kỹ năng. Đầu ra chủng tộc mẫu xào cũng là mặt hàng hiếm quý và hút hàng, mà khống chế nó lại càng khó. Ta muốn biết về nguyên vật liệu và chủng tộc thi thể. La Phong vội nói. Người vượn Tử Điện Hầu cười nói. Mua nguyên liệu. Nếu ngươi thông qua mạng vũ trụ giả định tìm mua ở các chợ, giá ngoài chợ rẻ nhất cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu cả. Kỳ thật phương pháp tốt nhất mua nguyên vật liệu là trực tiếp thu mua từ một vài công ty. Tỷ như có những công ty chuyên môn xử lý những xác phi thuyền. Ngươi cứ trực tiếp mua tất công ty đó thì cũng có tất cả các phi thuyền trong tay công ty. Chỉ cần ngươi điều tra chuẩn xác, lấy được thông tin nội bộ, ra tay mua, e rằng chỉ cần bỏ ra giá bằng 1/3, cũng có thể chỉ 1/10 là có số nguyên vật liệu cần dùng. Phải xem vào năng lực của công ty mà ngươi tìm.
La Phong sáng mắt lên. Về phần mua thi thể chủng tộc cũng đơn giản. Trên chiến trường ngoài tinh vực, tất cả xác chết hoặc rác rưởi đều sẽ được dùng chuyển đổi tinh không vũ trụ, trực tiếp đưa đến tinh vực rác. Người vượn tử điện hầu cười nói. Những xác, các loại thi thể, vật liệu vỡ nát, xác tinh cầu vỡ nát đều được rời tới tinh vực rác. Tại tinh vực rác có nhân mã chuyên môn tiến hành phân loại, sau đó bán đi. Người vượn tử điện hầu cười nói. Ngươi muốn mua thi thể chủng tộc, đến thẳng tinh vực rác. La Phong sáng mắt lên. Cũng có thần linh bất hủ dựa vào mạng quan hệ, tìm thẳng tới vài nhân viên đứng đầu ở tinh vực rác. Thông qua một vài thủ đoạn không đúng quy tắc, tỉ như hối lộ, sau đó lấy đi vô số thi thể chủng tộc. Người vượn tử điện hầu cảm thán. Việc này thật sự rất quá đáng, đúng là đào tường bẻ ngói của công ty vũ trụ giả định. Phải nên dựa theo kênh chính quy mà mua chứ. Nói xong, người vượn tử điện hầu còn nháy mắt với La Phong, ra hiệu bằng một ánh mắt. La Phong nhất thời nở nụ cười. Người vượn tử điện hầu này nhất định là ám chỉ mình. Thông qua mạng lưới quan hệ nội bộ, tìm người hối lộ, sau đó đưa giá thấp lấy đi vô số thi thể chủng tộc. Nhưng vì đang trong mạng vũ trụ giả định, lời này không thể nói rõ ràng, nhưng loại ám chỉ này cơ hồ nói thẳng. Nhưng công ty vũ trụ giả định cũng mở một con mắt nhắm một con mắt với những việc như thế này, chỉ nếu không phải nói rõ ràng, cũng chẳng sao cả. Tinh vực giác tổng cộng có 9 tinh vực. Cửu đại tinh vực tinh không vô tận, chuyên môn nhận xác từ chiến trường ngoài tinh vực chuyển về, có vô số thi thể, các loại xác chiến hạm, xác con rối, xác binh khí khổng lồ, xác tinh cầu vân vân. Người vượn tử điện hầu cười nói, tinh vực giác cửu đại tinh vực, La Phong ngươi chỉ cần tra là biết. Được rồi, ngươi có thể không quen chỗ đó lắm. Ta cho ngươi một số hiệu mạng vũ trụ giả định của một người phụ trách nơi đó, là hảo hữu của ta. Nói ta giới thiệu là được. Ngươi biết đó, đi tới chỗ đó cũng rẻ hơn một chút. Nói xong, người vượn tử điện hầu nháy mắt, lại ra hiệu bằng ánh mắt. Được. La Phong cười gật đầu. Hắn đương nhiên biết. Chỉ cần thông qua người này, có thể lấy được hàng loạt thi thể chủng tộc. Sau khi gặp tử điện hầu, ngày hôm sau La Phong dẫn địch luân đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào ly khai địa cầu, tiến về 9 đại tinh vực giác chiến tranh, vô lung tinh vực. Đến đây thì cũng khép lại tập 208 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.